Dạ, kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây xin mến chào tất cả quý cô chú. Rất vui được gặp lại quý cô chú trên kênh ha. Hôm nay thì tiếp tục mời quý cô chú ghé lại vườn của anh Quý tại phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Hôm nay thì anh Quý mới về một cái lô cây mới của chú, đặc biệt là Linh Sam ha, một cốt sắp đế rất đẹp luôn. Giá cũng mềm mại cho mình lựa chọn chơi ha. Rồi, mình vô vấn đề luôn. Em chào anh Quý ha. Dạ, chào kênh Lục Tỉnh miền Tây ha. Dạ, chào bà con cô bác. Dạ, hôm nay em về được một lô linh sam á cô chú anh chị. Dạ. Dạ, với được cây khế già ha. Mong quý cô chú anh chị ủng hộ em. Dạ, số điện thoại của em là 0975 929 126. Đó cũng là số Zalo của em cô chú anh chị. Dạ, rồi. Dạ, em cũng không quên cảm ơn quý cô chú đã ủng hộ em ha. Rồi em xin vô chi tiết cây số 1 ha. Dạ, hôm nay lô sam mới chát, Dạ. ảnh mới về luôn, mới cắt cái đợt luôn. Sao mà sam siêu bông cô chú anh chị, tại em làm không kịp nha, em làm trước con mới à, hôm nay lên sóng cho cô chú anh chị tha hồ lựa. Sam siêu bông. Dạ, cái này là sắp đế cho nghe cô chú anh chị, Và 45 chiều cao cô chú anh dễ chị ơi. đẹp lắm cô chú. Dạ, rồi tán đường kính bầu này 32 nè, đế nè, trải đều gan hay nghe cô chú anh chị. Dạ rồi. Cây trực một cốt không có Dạ, ha. trực một cốt không à. Dạ, rồi 20 hoành cô chú anh chị ơi. Dạ rồi. Dạ. Đường kính đế mình nói nha, đường Dạ kính được rồi, 33. 33. Dạ. Rồi, giá nhiêu luôn anh này? Dạ cái mã số 1 này em giao lưu cô chú anh chị là 800, cái này em ship cho cô chú anh chị toàn quốc ha. 800 thôi cô Dạ. chú ơi. Cây đế đẹp. À. Dạ. Rồi Rồi. tới hàng mã số 2. Số 2. Dạ, số 2 cũng lên sam siêu bông luôn. Sam siêu bông. Dạ, mình coi đế nè. Đế kính nha cô chú anh chị. Dạ, hàng một cốt mà sắp đế nữa heo chú, Dạ. mình nuôi cây tương lai sau này cây cũng giá trị. Có cây lớn cây Rồi, nhỏ ha. chiều cao được 47 ha cô chú anh chị. Đủ loại hết. Rồi, đường kính bầu ngang là 34. Sam siêu bông. Dạ, siêu bông. Rồi. Rồi, em đo hoành eo nha. Mình thân đây là 20 mấy đây. Hoành eo là hai kể 25 ha cô chú anh chị. Dạ, 25. Dạ. Rồi. Giá luôn anh Quý ha. Dạ, cái mã số 2 này em giao lưu cô chú anh chị là 900, cái này em cũng ship toàn quốc cho cô chú anh chị. 900 thôi quý chú ơi. Dạ. Dạ. Rồi, mình tiếp luôn. Dạ, tới mã số 3. Số 3, cái này khá to anh ha. Dạ, cái này thì bự nha cô chú anh chị. Có nó cũng có cốt cành rồi sẵn hết Dạ, trơn anh cốt Quý cành ha. có sẵn hết trơn à. Số 3. Ở đó là cái này ổng sắp đế, ông chủ ổng sắp đế đó. Thì ổng dạng như không có người chăm sóc rồi ổng bỏ, nhiều khi nó phá thế nó dư tùm lum nha là cô chú anh chị. Dạ. Vậy cô chú anh chị giờ mình lọc bớt ra lên nha. Nói chung là cái này nó dư đế luôn đó. Đây, một cốt quá sạch luôn ha chú, một cốt sạch sẽ Rồi, cái chiều cao được là 58 ha cô chú anh chị. Rồi, ta đường kính bầu là 42. ha. Nè, coi đế là Dạ. trải Quanh đều thân gan hết trơn này cho chú em anh chị. thấy khá lớn nè anh ha. Dạ. Chắc Rồi, là hoành thân em đo chỗ này là được 33 ha. 33 luôn Dạ. cô chú ha. Rồi, cây này giá sao đây? Dạ, cái mã số 3 này em giao lưu cô chú anh chị là 1 triệu 800 ngàn. Cái này em ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Dạ, 1,8 triệu. Dạ. Rồi, đổi giúp em luôn ha. Dạ, tới mã số 4. Số 4. Cũng là cây Linh một cốt sam ha. siêu bông, bữa nay cái em về cái lô này là một cốt không à cô chú anh chị ơi. Cái lô rồi thì bay, còn này một cốt ha. Bài chân cành nhiều quá anh ha. Dạ. Con này một Còn cốt. chứ cái lô này lô một cốt. Một cốt sạch đế nè, đế rất là đẹp của chú ha. Rồi em đo cái chiều cao nó được là 65. Này chơi trực tay Rồi đường kính ba. bầu nó 40. Có đế nè, kính mít hết trơn thôi chú anh chị. Nhưng mà ngày này ổng sắp rồi đó, rồi dạng như ổng bỏ rồi ổng bơi thành ra ổng không có lượt lại bơi thành ra là nó dư đâu, Dạ. để dạng để nhỏ 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 vậy nó dư luôn. Bình thân Rồi hoành thân được 29 đó cô chú anh chị. 29. Dạ. Dạ, cây này giá sao này anh ha? Dạ, cái mã số 4 này em cũng giao lưu cô chú anh chị là 1 triệu 700 ngàn, cái này em cũng ship toàn quốc cho cô chú anh chị. 1,7 triệu của chú Dạ. ơi. Rồi, đổi giúp em luôn ha. Dạ, tới mã số 5. Số 5. Đó, trực đa ha, lượng cây đẹp phong cao. Dạ. Rồi chiều cao được 75. Cao tới 75. Rồi tán ngang 42. Ủa xin lỗi, đường kính bầu. Nở đẹp. Có đế nè. Dạ.
Rồi em đo vần kia là vần eo luôn ha. Rồi vần eo 30, 30 đi, tính 30 đây cô chú anh chị ơi. Dạ 30. Dạ. Cho em dòng. Nói chung cây sạch sẽ, chỉ có mặt cắt chân cành mới dạ. Cắt thôi cô chú ơi. Ngoài ra là không có bị gì hết luôn. Cây mới mới bứng mới lên mới luôn anh ha, mới dạ, đem về luôn. Mới đem về em làm còn chưa kịp nữa nè. Nóng hổi luôn. Còn nóng hổi luôn cô chú anh chị. Rồi dạ hết luôn anh ơi. Dạ cái máy số 5 em cũng giao lưu cô chú anh chị là 1.800.000. Cái này em cũng ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Dạ 1.800.000. Dạ. Cái này cao tới 75 lần hả dạ, chú? Cái này Đắt cao lượng ha. 75 cô Cái chú anh chị. ngọn làm cây trực đa rất là đẹp luôn. Rồi. Dạ tới mã số 6. 6. Cây này dán bye bye nè. Bye bye quỳ quỳ nè. Cái này thì hành nói chung nó không có đế bằng mấy cây kia hả cô chú anh chị. Dạ. Không đế mà nó có củ. Dạ cái này có củ. Rồi chiều cao nó được là 32. Nó bay ra được gì là 38. Rồi quần eo 28 luôn chú anh chị. Dạ rồi. Cây này giá nhiêu rồi? Dạ cái mã số 6 này em giao lưu của chú anh chị là 1.200.000. Em cũng ship toàn quốc. Dạ 1.200.000. Dạ. Rồi tiếp luôn. Cây này mới làm 1.200.000 đây. Mấy cây này hả? Ủa cây đó mới rồi mà. Rồi tiếp luôn. Cây này với ba cây này nè. Dạ tới mã số 7. Số 7. Là nhiều cây quá em ghi cho dễ nhớ nha cô chú anh chị. Dạ. Để cái đây. Này hết biết đế luôn nè. Hết biết đế luôn anh. Đế hết biết đế luôn. Rồi chiều cao được 45. Rồi đường kính bầu 36. Dạ. Đế cứng ngắt luôn. Rồi quần eo có 22 nè cô chú anh chị ơi. Dạ rồi quần eo 22. Dạ. Dạ giá nhiêu đây anh ha? Dạ cái mã số 7 này em vô lô cô chú anh chị là 1.100.000, em cũng xếp toàn quốc. Rồi về 1.100.000 về dạ. Mình cũng mình cắt lại dạ, từ hết theo chú cô chú này anh chị anh mới mình, cắt dạ, sơ mình làm lại ha cô chú anh chị mình. Rồi. Có thời gian thì mình tỉa bớt đế ha, mình chừa mất cái đế lực lại thôi. Rồi giờ dạ, tới mã số 8 ha. Số 8. Dạ. Rồi chiều cao được 57. Đường kính bầu là 43. Dạ. Kính mít hết trơn ha cô chú anh chị. Đế xè đều ghen. Bỏ cái trên này đây rồi. Cái u đó dạ. Đi anh ơi. Rồi 32 ha cô chú anh chị. Dạ 32. Dạ. Nè nó có có cái làm như cái nhánh nó tét hồi xưa ha cô chú anh chị. Rồi, có dạ, bên nó kia có cái luôn thẹo ha. Nhỏ này nha, dưới đây nó nè nha cô chú anh chị. Em có sao thì em báo vậy nha. Rồi, có hai cái này cô đó. Chú anh chị về mình gọt nhẹ lại một cái hay là mình cắt ngang hay là mình làm sao theo ý thích mình đó. Chỗ này mỏng nha cô chú anh chị. Dạ. Cây số 8. Dạ số 8. Nhiều rồi anh ha. Dạ cái mã số 8 này em cũng giao lưu cô chú anh chị 1.600.000 thôi. Cái này nó có cái lỗi thôi em bán rẻ cho cô chú anh chị đi. 1.600.000. Dạ. Dạ. Rồi. Lỗi này thì không nhầm nhòi đó cô chú anh chị. Tới mã số 9. Số 9. Dạ. Cái này thì đế lực chăng mà, lực không mà. Rồi, chiều cao nó được 36 cô chú anh chị. Rồi, đường kính bầu thì 35. 35. Dạ. Còn cây nữa mà. Rồi quần eo 27 hay cô chú anh chị. Dạ rồi 27. Dạ. Đây bộ đế này dạ. Cũng đều hết trơn luôn ha. Dạ. Này. Nhất đế cho nên là mình chơi bộ đế mặc đẹp. Dù cái thân nó hơi nhỏ ha, mình nuôi từ từ là nó lớn cô chú anh chị chứ cái đế rồi. Cái dòng này mà dòng này thì người ta cũng hiếm luôn cô chú anh chị. Có ông này thì ông sắp đế chứ thường thường em thấy nó thả lan không à. Cái này chơi phong trực lắc lùng lực cũng được đó chú. Cắt lại. Rồi đổi giá nhiêu anh? Dạ cái mã số 9 này em cũng giao lưu cô chú anh chị là 1.100.000. Em cũng xếp toàn quốc cho cô chú anh chị. 1.100.000 anh ha. Dạ. Rồi. Dạ tới mã số 10. Dạ, hôm nay em lên 10 cây rồi cô chú anh chị ơi. 10 cây. Dạ. Cái này. Rồi chiều cao nó 37 hả chú anh chị. Đường kính bầu 33. Đường
chịu hao đi. Rồi tính 25 ha chú anh chị. Dạ rồi, 25. Thế thả điều gan hết trơn đó. Tế bài. Dạ. Dạ, rồi cây số dạ, 10. Cây số 10 này em giao lưu của chú anh chị là 1 triệu. Em cũng xếp toàn quá ha. 1 triệu anh ha. Dạ. Dạ, rồi, đổi luôn anh Quý ơi. Còn cây gì nữa không? Chơi cây này luôn đi anh Quý. Cây nào? Mấy cây này đó để nó làm lại, nó phá thế lại đi. Dạ rồi. Phá thế lại để tiếp anh Quý ơi. Dạ, tiếp lại mã số 11 nha cô chú anh chị, cái này xăm xăm trái ha chú anh chị. Dạ. Cái này cái hoành thì nó nhỏ thiệt chứ cây này nó già lắm, già cô chú anh chị. Cái ông nó cái dòng mà trồng lâu lớn lắm mà. À, cây thiên nhiên luôn anh ha, dạ, tàn thiên nhiên luôn. Dạ, cây thiên nhiên, em tự nhiên của nó luôn chú anh chị, về muốn cắt thì cắt chứ em thấy nó tròn tròn em để gì đây phần nữa thì về mình về dễ tính. Rồi chiều cao nó 62. Dạ. Tán rộng. Rồi tán rộng 70. Rồi, tàn thiên nhiên. Dạ. Để vậy luôn đó cô chú ơi. Đó, thân một cốt ha. Dạ. Cây này cũng già cây lắm. Dạ cây lắm mà nu lần nó ra nè. Rồi anh giữ cái mặt này à, rồi. Dạ. Vậy dạ, mới đo được. Dạ, em rồi trên cái này đấy ha. Dạ rồi. Dạ. Rồi được 18 rồi cô chú anh chị ơi. 18. Dạ, đó chú cái này thì cái ngang cái cũ thì từ 23. Dạ. Dạ. Rồi cây một cốt rất lượng tàn thiên nhiên. Giá dạ. Nhiêu đây anh ha? Xăm dạ cái mã số 11 này em giao lưu cô chú anh chị là 1 triệu, ship toàn quốc luôn. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Dạ, 1 triệu cho cây này ha chú. Dạ. Mình để chơi tàn thiên nhiên mà nó có ra trái là dày đặc luôn. Rồi. Dạ tới mã số 12. Em có một cặp rồi cô chú anh chị ơi. Có hai cây thôi. Dạ có hai cây à. Cây thì trên cây đang bông đang trái chú. Dạ đúng rồi, trên cây đang bông đang trái. Rồi chiều cao nó 64 ha cô chú anh chị. Rồi cái tán ngang đó thì 68. Đây 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 anh dừng đây giùm em cái. Đây trái nè heo chú. Chính dạ. Xác là đây là trái đây. Nói chung là cây đang cắt tàn lại. Dạ, chú về mình vô chậu nuôi là bắt đầu nó búng tược mới là cho bông cho trái nhiều. Dạ. Đây nè, trái nhiều. Đó. Rồi. Cũng khó đo nữa nè. Củ nở cái này lùng lực ha. Dạ. Cái này rồi xích trên này lại đây gọi tính 18 nữa ha cô chú anh chị. 18. Dạ. Dạ. Cái này thì em nữa em gọt cái bầu nhỏ lên chút ha cô chú anh chị. Em ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn nha. Dạ. Là 1 triệu, cái này em cũng bán 1 triệu luôn. Em ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Ship toàn quốc luôn. Dạ. Dạ. Rồi, cái này thì nó thần nha, cô chú anh chị an tâm đi. Đổi giúp em luôn ha. Dạ. Rồi xuống dưới cái thế luôn đi. Rồi tiếp tục anh ơi. Dạ tiếp tục là mã số 13. 13 là cái này em có 3 cây ha. Em này em bán bộ 3 ha cô chú anh chị. Dạ. 3 cây nguyệt quế lá sắn ha. Lá sắn sữa dạ, cây nhỏ. Này chuyển cổ rồi. Chuyển cổ. Cây thân nhỏ mà cốt chi nó lớn. Rồi chiều cao 1,5 đi. Dạ. Rồi tán ngang là 95. Dạ, tán ngang 95. Đây. Dạ. Cây thì nó lắc lượng từ dưới gốc lên tới ngọn luôn hả cô chú anh chị. Rồi. Cây thuần từ nhỏ anh ha. Dạ, nó thuần trên chậu rồi cái nó lâu lớn quá cái ổng thảy dưới đất. Rồi. Thảy đất thời gian giờ nó bứng lên. Rồi hoành tính 17 ha. Dạ. Dạ. 17 hoành. Dạ. Đây, cây kiển sửa theo lối kiển cổ thôi chú, dạ. Mâm tay. Rồi đường kính bầu thì 48 đó cô chú anh chị. Cái này bầu lớn lắm, cái này cô chú anh chị an tâm đi. Không mất sức. Dạ, hôm nay ảnh bán bộ 3 luôn. Bộ 3 luôn. Giá mềm luôn đi anh dạ, ha. Bán giá mềm luôn. Rồi. Cây nói chung là liền lạc hết cô chú, như cây dạ. Bên này cũng vậy nè. Cây số 2. Sữa rất là đẹp luôn á. Sữa như thế này lâu lắm cô chú ơi, lâu lắm mới được cây. Cây già cây lắm hay cô chú anh chị. Dạ. Nó nhỏ nhưng mà nó có độ già. Dạ, chiều cao thì chắc khoảng cũng 1,4 m. Cây chín đẹp ha. Chiều cao cũng vậy luôn đó cô chú anh chị ơi. Rồi cái này tán ngang tới 1 m lận bự hơn. Cây rất là sạch đẹp. Dạ. Đế cũng đẹp nè, dạ. Cây này đế cũng đẹp. Có đế luôn ha. Dạ, rồi. Rồi, bên em nha. Rồi, cũng tính 17 luôn đi cô chú anh chị ơi. 17. Không dạ. Một tỷ vớt luôn anh ha. Dạ. À. Rồi, bộ 3 anh ha. Dạ bộ 3, còn một cây nữa. Tay mâm nói chung nó hoàn chỉnh hết với dạ. Chú.
Rồi. Còn cây ở trong đó lên đúng không? Dạ. Để cây này xuống đi, thảy cây kia lên. Anh để xuống cây, để ngay đó luôn anh. Để đỡ đây đi. Rồi, bộ ba dạ. Ha. Giống nhau luôn. Rồi. Yeah. Hay chưa? Rồi được anh ơi, cái này mình về mình trồng thì mình sửa lại chút đỉnh. Dạ. Này cô chú về trồng rồi là mình sửa lại ha cô chú anh chị. À. Rồi. Nó cũng chiều cao tán rộng như nhau ha. Dạ nó cũng như nhau đó cô chú anh chị, là tại vì ba cây này ổng trồng một lượt đó. Bây giờ mình cũng đo lên tham khảo cho cô chú anh chị về dễ hình dung thôi. Nó cũng vậy nè cô chú anh chị. 17 nữa nè. Dạ. Chị hao đó. Dạ. Thần thì bẻ sữa dán lông lắc lượng. Dạ. Rồi bộ ba này hôm nay giá như thế anh ha? Dạ bộ ba này giá hôm bữa nay em giao luôn cô chú anh chị là 4 triệu. Em ba cây 4 triệu thôi. Dạ ba cây 4 triệu. Để ship cho cô chú anh chị này khoảng 200-300 km đổ lại thôi cô chú anh chị. Dạ. Là em chỉ ship xe tải thôi ha. Cái này là nói chung không có đóng kiện được. Đóng kiện được lỗ luôn. Dạ rồi. Dạ. Đổi giúp em luôn ha. Dạ. Rồi. Có gì chưa rõ mình liên hệ với anh Quý thêm, anh chụp hình Zalo gửi mình ha cô chú. Rồi cây cuối clip anh ha. Dạ cuối cùng cây, là cây khế này, khế ngọt hay cô chú anh chị? Khế này già dữ lắm, già hay cô chú anh chị? Dạ một cây khế già cô chú ơi. Dạ nói chung cây hồi này... đó vậy em cũng khế em mua cũng nhiều cây mà có cây này là em thấy là nó bự dữ lắm, bự đó cô chú anh chị. Dép chữ A. Dạ cây này thì nó thần lâu rồi ha. Dạ cô chú này để mấy cái chộp này mình nuôi. Dạ em để cho nó nuôi cái mặt cắt này trên. Dạ. Này mình có thể cắt rút lại cũng được, chơi trực trực lắc cũng được nè cô chú. Một cốt rồi cao nhiêu đây anh ha? Rồi cao thì em đo gì khoảng 1m8 đi ha. Dạ cao 1m8. Dạ cái tàn ngang đó thì khỏi đi anh ơi, khỏi tàn khỏi ngang cũng được ha, tại vì mình cắt như vậy rồi. Dạ. Đâu cần đo chứ. Dạ rồi hoành thân giúp em là được, đặc biệt nó có hoành thân thì em đo ngay chân chỗ cái đầu rễ ha. Đợi hồi em nhóm lên cái cho cô chú anh chị tham khảo. Mét rưỡi đi anh. Dạ trên mét rưỡi mà tính mét rưỡi ha cô chú anh chị. Hết chân công thức dây luôn nè. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi cái này em tuốt lên này luôn ha. Ha cô chú anh chị tham khảo cái này tại nó đế nó nở cũng khó đo. 128 đó. 28. Dạ. Dạ. Rồi anh dắt công thước dây ngang cái đế này giùm em luôn đi. Dạ đo cái đường kính là cái gì? Kính này, này nè. Là một 1m15 á cô chú anh chị. 15. Dạ. Cái này dường như là cây này có nuôi rồi. Dạ cây này nuôi lâu rồi. Dạ đây. Đây nó bị chạy. Dạ có cái này nó bị chạy nhẹ, thì em xử lý rồi nè, em tha keo luôn rồi nè. Cấp vận chuyển về đó. Nói chung cây này cũng khá là già tuổi rồi. Dạ. Bên đây này. Đó. Cái này thì cô chú anh chị an tâm đi, đừng có sợ nó ấy chứ, cây này nó thừng sẵn rồi. Mà khế này khế chua hay ngọt? Dạ cái này khế nó ngọt. Khế ngọt ha. Dạ. Rồi giá nhiêu đây anh Quý ơi? Dạ cái mã số 15 cây cuối clip này em giao lưu cô chú anh chị là 15 triệu. Em cũng bao cho cô chú anh chị là 300 km. Dạ. Dạ. Rồi cũng là cây cuối hôm nay. Dạ cây này là cuối clip rồi. Dạ cuối clip thì em cũng không biết nói gì hơn, em cũng gửi lên đây lời chúc với quý cô chú anh chị mình ngày mới mình chiều dồi dào sức khỏe, là tràn đầy niềm vui trong cuộc sống ha. Dạ em xin thành thật cảm ơn cô chú anh chị ạ. Dạ rồi em chào anh Quý luôn ha, con cũng dạ. Chào cô chú, hẹn gặp lại những clip tiếp theo.